Hải Phòng, thành phố cảng hiện đại bậc nhất khu vực miền Bắc. Sự kết hợp độc đáo giữa thủ công mỹ nghệ với nghệ thuật giải trí của làng di sản rối cạn, hay những món ăn vang danh khắp châu Á không thể bỏ qua. Tất cả sẽ có trong tập 7 Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá Việt Nam cùng Robert Denhai, phát sóng vào ngày 29 tháng 8 năm 2014 lúc 21 giờ trên HTV7.